Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lào Cai vận động sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư nước ngoài. Các cơ sở y tế đảm bảo công tác khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Không khí ngày nghỉ lễ đầu tiên tại khu du lịch quốc gia Sapa. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Ngày 26 tháng 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai Việt Nam và Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tổ chức buổi lễ ra quân tuần tra song phương quý 2 năm 2019. Tại vạch phân định đường biên giới cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai Hà Khẩu, Bộ Chỉ huy tuần tra hai bên đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi cùng nhau tiến hành các thủ tục của buổi lễ ra quân tuần tra quý 2 năm 2019. Theo đó, đồn biên phòng A Mú Sung và trạm hội ngộ Hội Đàm Hà Khẩu cùng nhau tiến hành tuần tra song phương từ cột mốc 92 đến cột mốc 93. Mỗi bên cử hai sĩ quan liên lạc cùng tuần tra trong đội hình của nhau. Trong quá trình tuần tra đảm bảo đúng đường lối, chính sách, nguyên tắc đối ngoại của Đảng, pháp luật nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tuần tra song phương trên biên giới. Chiều ngày 26 tháng 4, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Hoàng Liên phối hợp với đoàn nghiên cứu thuộc Hội Động vật Luân Đôn Anh và Bảo tàng Quốc gia Úc tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch bảo tồn lưỡng cư tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên giai đoạn 2017-2019, đề xuất kế hoạch thực hiện đến năm 2023. Năm 2013, các nhà khoa học công bố phát hiện hai loài lưỡng cư quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trong sách đỏ do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đưa ra. Đó là cóc giang Sterling và cóc mày Botford tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Năm 2017, Vườn Quốc gia Hoàng Liên và Hội Động vật Luân Đôn Anh, Bảo tàng Quốc gia Úc đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đào tạo bảo tồn động vật hoang dã tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên giai đoạn 2017-2019, trong đó có bảo tồn hai loài lưỡng cư quý hiếm nói trên. Trong 3 năm 2017-2019, các bên liên quan đã tổ chức 6 đợt nghiên cứu điều tra thực địa tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên và khu bảo tồn thiên nhiên Bát Sát, thu thập các mẫu vật gửi đi phân tích tại các bảo tàng trong nước và quốc tế. Qua khảo sát thực địa và kết quả phân tích mẫu vật đã ghi nhận 45 loài tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên và khu bảo tồn thiên nhiên Bát Sát. Trên cơ sở đó, cập nhật danh mục gồm 87 loài cho hệ lưỡng cư ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên, mô tả 3 loài lưỡng cư mới cho khoa học, ghi nhận 4 loài lưỡng cư mới cho Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Trong số 87 loài lưỡng cư ghi nhận, có 10 loài đặc hữu của Việt Nam và 3 loài đặc hữu chỉ ghi nhận tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong thời gian tới, Lào Cai sẽ triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Chương trình được thực hiện hướng tới mục tiêu xây dựng 11.000 đầu mối, 35 xã có nhà tiêu hợp vệ sinh, 5.150 nhà tiêu được cải tạo, 42 công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh tại trạm y tế, 46 công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh tại trường học. Theo kế hoạch, chương trình này sẽ được thực hiện từ nay đến hết tháng 7 năm 2021. Khi thực hiện chương trình, sẽ có sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số, lồng ghép vấn đề về giới, mối liên hệ giữa dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh, quản lý vận hành công trình cấp nước dựa vào cộng đồng. Lào Cai hiện đạt tỷ lệ 90% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, 72,9% số hộ ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, 71,2% số hộ chăn nuôi nông thôn có chuồng trại hợp vệ sinh, 82,9% trường học và 88,4% trạm y tế xã có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Khi chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa vào kết quả được thực hiện, thì tỷ lệ người dân được sử dụng nước đảm bảo tiêu chuẩn sẽ nâng cao, giúp cải thiện đáng kể về sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15 đến nay, việc tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế với các quốc gia tổ chức định chế tài chính quốc tế có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của tỉnh. Để hiểu rõ hơn về các hợp phần dự án sử dụng vốn vay ODA đã góp phần xúc tiến các nguồn đầu tư trong và ngoài tỉnh, từng bước hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Quốc Khánh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm rõ hơn những nội dung này. Xin được trân trọng cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn.
Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa 15 đến nay, việc tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế với các quốc gia, tổ chức định chế tài chính quốc tế thì có ý nghĩa gì với sự phát triển của tỉnh Lào Cai? Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng cái đề án số 14, đó là đề án về mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập, duy trì tốt cái mối quan hệ hợp tác với những vùng địa phương và lãnh thổ như là vùng Lưu Vui, Aquitaine của Cộng hòa Pháp, rồi tỉnh Brest của Cộng hòa Belarus hay là tỉnh Gyeongsan của Hàn Quốc. Ngoài ra thì tỉnh cũng duy trì tốt cái mối quan hệ với các cái tổ chức định chế tài chính như là Ngân hàng Thế giới, World Bank, Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB, các tổ chức COICA, JICA, AFD. Đây là những cái cơ quan mà tạo ra những cái nguồn lực ODA rất lớn trong tỉnh trong thời gian qua. Trong bối cảnh chung vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thì dần eo hẹp, công tác thu hút quản lý nguồn vốn ODA thì đã được ngành kế hoạch và đầu tư tham mưu với tỉnh triển khai trong thực tiễn ra sao ạ? Có cái sự phối kết hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương và các nhà tài trợ để lựa chọn ra những cái danh mục dự án đúng những tiêu chuẩn tiêu chí do nhà tài trợ đặt ra, để từ đó là chúng tôi đề xuất với chính phủ và các cái nhà tài trợ để đưa cái dự án đó vào chương trình vận động ODA trong thời gian tới. Cho đến thời điểm hiện nay thì tỉnh đã thực hiện là 12 cái chương trình dự án ODA với tổng cái vốn tài trợ theo chương trình là trên 10.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất quan trọng cho sự phát triển của địa phương. Thứ hai nữa là đối với các cái tổ chức phi chính phủ nước ngoài, NGO thì đã huy động được trên 150 tỷ. Thứ ba nữa là hiện tại thì trên địa bàn tỉnh đang có 20 cái dự án FDI với tổng số vốn đăng ký trên 540 triệu đô la đang tổ chức hoạt động và cũng đã có những hiệu quả nhất định. Vậy thì tỉnh Lào Cai đã sử dụng nguồn vốn ODA cho các cái dự án thuộc lĩnh vực nào để khai thác tiềm năng thế mạnh trong quá trình phát triển? Tỉnh Lào Cai sử dụng các cái nguồn vốn ODA đã vận động trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào cho lĩnh vực đô thị, lĩnh vực giao thông, lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực văn hóa, y tế và giáo dục với những cái địa bàn trọng điểm như là thành phố Lào Cai, như là huyện Sapa, huyện Bắc Hà và một số những cái trung tâm huyện lỵ khác, nhằm đáp ứng để phát triển kinh tế xã hội cũng như là nâng cao đời sống nhân dân, góp phần tích cực vào trong cái công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai cũng như việc chuẩn bị tốt các cái dự án để huy động các cái nguồn vốn ODA của các nhà tài trợ khác đã được tỉnh Lào Cai tập trung triển khai ra sao trong giai đoạn tới ạ? Chủ động phối hợp với các cái nhà tài trợ định kỳ thực hiện công tác kiểm tra đối với các chủ chương trình dự án và đối với việc triển khai tổ chức thực hiện các dự án ở trên địa bàn của tỉnh Lào Cai với mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án cũng như là nâng cao cái tỷ lệ giải ngân nhằm phát huy tốt nhất cái hiệu quả của đồng vốn ODA trên địa bàn. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư và để nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho các cái chủ đầu tư thực hiện các dự án ODA trên địa bàn, đặc biệt là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Cái thứ ba là chúng tôi cũng tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt với các cái nhà tài trợ hiện có và tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các cái nhà tài trợ mới và chuẩn bị thật kỹ các cái dự án nhằm thực hiện việc vận động cái vốn ODA trong thời gian tới. Và cái thứ tư là chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để thực hiện cái công tác đó là đảm bảo cái phương án vay và phương án trả nợ theo đúng quy định của nhà nước. Và chúng tôi sẽ tập trung cho những cái dự án mà có tạo ra được nguồn lực để có căn cứ cũng như là có nguồn lực để thanh toán các khoản nợ vay và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo nâng cao đời sống của nhân dân. Xin được cảm ơn ông. Ta đi trong mùa nay sao vàng rừng cứ tung bay rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông dạo rực sao hôm nay Bác vui với hội toàn dân thành đồng.
Ngay khi kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa bắt đầu, thì một niềm vui lớn đã đến với nhiều học sinh cuối bậc học trung học cơ sở ở thành phố Lào Cai thông qua hoạt động trải nghiệm tại trường Cao đẳng Lào Cai. Tại đây, các em đã được tham quan điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị các khoa phòng, các mô hình đào tạo, được tư vấn định hướng giúp các em có cách nhìn rõ ràng hơn, lựa chọn phù hợp hơn cho đường lập thân lập nghiệp sau này. Gần 300 học sinh năm cuối của bậc trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Lào Cai đã được trường Cao đẳng Lào Cai phối hợp đón về trải nghiệm và tham gia các hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp do nhà trường tổ chức. Với sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ giáo viên và các sinh viên đang học tập tại đây, không những giúp các em học sinh nhìn nhận rõ hơn về ngành nghề, mà ngay cả các bậc phụ huynh đi cùng cũng cảm thấy yên tâm khi con em mình được trưởng thành trong môi trường đào tạo này. Em đã tham quan được rất nhiều môi, cảm thấy rất vui và bổ ích. Em lựa chọn đường nghề khi vào trường này là sẽ về ngành kinh tế du lịch. Theo tôi thì cũng thấy là trường Cao đẳng Lào Cai này cũng là một trường rất chi là quy mô và một trường cũng khang trang, và cũng hy vọng rằng là con có thể chọn lựa chọn được một ngành nghề tốt nhất ở trường Cao đẳng Lào Cai này. Từ nhiều năm nay, hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh đã được hầu hết các nhà trường trên địa bàn tỉnh quan tâm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan khiến hiệu quả chưa cao. Bởi vậy, việc trường Cao đẳng Lào Cai chủ động phối hợp giúp các nhà trường trong tư vấn định hướng nghề nghiệp, qua đó đẩy mạnh tuyển sinh trên địa bàn, được xem là một trong những giải pháp hết sức hữu hiệu. Qua cái buổi ngày hôm nay thì các em được trải nghiệm một cách sát sao nhất. Qua đấy thì về tại nhà trường thì cũng sẽ định hướng thêm cho các em là cái nhu cầu hiện tại bây giờ, những cái ngành nghề bây giờ là những cái nào đang là ngành nghề phù hợp nhất với điều kiện kinh tế và hoàn cảnh của các em bây giờ. Đáng chú ý là cách thức đào tạo của nhà trường vừa giúp các em học sinh trung học cơ sở tiếp tục hoàn thiện bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, đồng thời cũng có thể giúp các em tiếp tục học liên thông lên bậc học cao hơn với chi phí thấp hơn. Đặc biệt, vấn đề chất lượng đào tạo cũng như khả năng tìm kiếm việc làm của các em sau đào tạo là hết sức thuận lợi bởi mối quan hệ liên kết giữa nhà trường với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Là chúng tôi xác định là cái mục tiêu và cái yêu cầu vị trí việc làm của doanh nghiệp là chính là mục tiêu đào tạo của nhà trường. Cái thứ nữa ấy, là trong quá trình đào tạo thì chúng tôi luôn luôn xác định là các cháu học sinh, sinh viên mà tốt nghiệp ra trường là có thể tiếp cận được công việc ngay. Chính vì vậy tôi hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp trong quá trình thực hành, thực tập, mời các chuyên gia của doanh nghiệp đến để dạy các cháu kỹ năng thực tế và đưa các cháu đến doanh nghiệp để thực hành với một khối lượng thời gian thực hành của chúng tôi lên tới 70%. Trước thực trạng bất cập về cơ cấu lao động, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học khó khăn trong tìm kiếm việc làm theo đúng ngành nghề đào tạo, thì mô hình đào tạo cao đẳng hay trung cấp nghề mà trường Cao đẳng Lào Cai đang đẩy mạnh là một trong những giải pháp quan trọng phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực của tỉnh hiện nay. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, hầu hết các cơ quan đơn vị đều được nghỉ lễ 5 ngày. Người lao động vì thế cũng có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Thế nhưng với các y bác sĩ tại các bệnh viện vẫn đang tất bật khám chữa bệnh để đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân đang điều trị, cũng như người dân có nhu cầu khám và chữa bệnh trong dịp này. Phát hiện mắc bệnh thiếu máu huyết tán từ 5 tháng tuổi, bệnh nhi Trần Anh Đạo sinh năm 2015 ở thôn Dạ 1, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, mỗi tháng một lần phải nhập viện để truyền máu. Lần nhập viện này, chị Trần Thị Lan, mẹ cháu Đạo khá lo lắng bởi đúng vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, sợ nguồn máu dự trữ tại bệnh viện khan hiếm, còn chị sẽ không được truyền máu theo định kỳ. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo của bệnh viện, cháu Đạo đã được thăm khám và truyền máu kịp thời. Trước khi vào thì em cũng lo lắm chị ạ, bởi vì là con em truyền máu ấy, vào thì sợ ngày nghỉ các bác truyền cho, nhưng mà không sao thì ngày lễ thì các bác cũng vẫn quan tâm chăm sóc cho con em nhiệt tình. Còn đây là hình ảnh được ghi lại tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Mới là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, nhưng lượng bệnh nhân vào khoa tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Bên cạnh sử dụng nhân lực tại khoa, bệnh viện còn tăng cường y bác sĩ, điều dưỡng tại các khoa khám bệnh cùng tham gia kiếp trực. Cùng với đó là thành lập các tổ cấp cứu ngoại viện, thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng làm công tác cấp cứu khi có tình huống khẩn cấp. Những ngày nghỉ thì là có một cái sự là khó khăn hơn, đó là tất cả những khoa khám bệnh thì là không làm việc, và vì vậy nên là tất cả những bệnh nhân người ta có thể là đến khám cấp cứu, đến khám hoặc là đến khám trong trường hợp cấp cứu thì đều qua khoa cấp cứu.
Thế nên vì vậy thì là chúng tôi cũng đã có sự phân công cụ thể công việc đến từng người, từ lãnh đạo khoa để những ngày trực, rồi đến các bác sĩ trong khoa, rồi đến các anh chị em điều dưỡng trong khoa. Đấy là về con người. Thứ hai là về cái phương tiện vật chất và dụng cụ vật tư y tế thì mọi người cũng đã lên kế hoạch dự trù và đã lĩnh về để đảm bảo được cái việc mà khám và điều trị cấp cứu cho bệnh nhân đến trong những ngày nghỉ lễ. Tại Bệnh viện Sản Nhi, Lào Cai, đơn vị đã tổ chức trực toàn bệnh viện 24/24 giờ, đặc biệt chú trọng đến việc dự trù đủ thuốc, máu, dịch truyền và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh. Đối với các khoa đặc thù như khoa nhi, khoa sản và khoa truyền nhiễm, với số lượng bệnh nhân đông và có khả năng tăng cao trong dịp nghỉ lễ, bệnh viện cũng đã bố trí kiếp trực với số lượng y bác sĩ điều dưỡng nhiều hơn tại các khoa. Trong những ngày nghỉ lễ này, các bác sĩ và điều dưỡng đều sẽ rất là vất vả vì lượng bệnh nhân thì rất là đông mà lực lượng để làm thì nó rất là ít ấy. Thì chúng tôi sẽ phải, thứ nhất là những bệnh nhân mà có thể vào viện ngày hôm trước thì bệnh nhân sẽ có thể sẽ thắc mắc là không biết được kết quả xét nghiệm như nào, thì chúng tôi sẽ phải có trách nhiệm là xem kết quả của xét nghiệm của các bệnh nhân, xong sau đó chúng tôi sẽ giải thích cho bệnh nhân là kết quả của bệnh nhân đấy như thế nào này, xong là hướng xử trí, hướng giải quyết cho bệnh nhân này. Tiếp theo đến là chúng tôi sẽ có thể là đi vòng quanh khoa đấy xem có những bệnh nhân nào mà diễn biến thì chúng tôi cũng sẽ xử trí cho bệnh nhân đấy ạ. Ngành y tế cũng yêu cầu trong trường hợp có diễn biến đặc biệt như cấp cứu thảm họa, tai nạn hàng loạt, vụ ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh nguy hiểm thì các đơn vị phải có báo cáo khẩn về cơ quan chủ quản để kịp thời giải quyết, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, đảm bảo cho người dân có một kỳ nghỉ vui vẻ, an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Sapa đang bước vào những ngày đông vui nhất, nhộn nhịp nhất của mùa hè năm 2019. Thời tiết lý tưởng, khí hậu đặc trưng, phong cảnh tuyệt vời và không gian văn hóa đặc trưng, độc đáo của các dân tộc vùng Tây Bắc. Tất cả những yếu tố đó hứa hẹn sẽ mang đến cho hàng vạn du khách có mặt tại khu du lịch Sapa một kỳ nghỉ tuyệt vời và nhiều ý nghĩa. Sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, Sapa đã có những cơn mưa nhỏ, đủ để mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu cho du khách trong những ngày nghỉ lễ. Ngay từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, nhiều du khách đã có mặt sớm tại khu vực thị trấn để được tham gia vào các hoạt động văn hóa đặc sắc được tổ chức tại đây, như khu trưng bày hoa, cây cảnh, khu triển lãm Sapa, đất và người đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Tôi lên Sapa lần này lần đầu tiên. Thì ở miền Nam thì tôi đi nhiều nhưng mà miền Bắc thì chưa được đi mấy. Nói chung là lên đến đây thấy không khí rất là trong lành và mát mẻ, rất là thoải mái. Tới đây là tôi sẽ chẳng hạn như là tham khảo và đồng thời lấy số điện thoại đấy các thứ về. Sau này tôi sẽ tổ chức cho cựu chiến binh tôi đi. Đặc biệt, trái với nhiều lo ngại của du khách trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại Sapa diễn ra trong thời gian vừa qua, thì đến nay, hầu hết khách du lịch lưu trú tại thị trấn đều cảm thấy yên tâm và hài lòng với dịch vụ lưu trú tại đây. Các nhà nghỉ, khách sạn đảm bảo nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của du khách, chất lượng và giá cả hợp lý. Thực ra là mấy hôm trước là mất nước, nhưng hôm nay đến thì nước nó rất là dồi dào. Và tôi cũng rất hài lòng với cái cách và dịch vụ phục vụ ở khách sạn. Điểm nhấn của lễ hội mùa hè Sapa năm 2019 chính là lễ khai mạc được tổ chức vào tối ngày 27 tháng 4. Chương trình diễn ra với các tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc như màn múa của các dân tộc Dao, múa then của người Tày, cùng với những tiết mục trình diễn trên các tuyến phố, hứa hẹn sẽ mang lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách. Một Sapa đẹp, gần gũi, thân thiện, một Sapa đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, Sapa với những món ẩm thực độc đáo, Sapa thân thiện và hiếu khách. Tất cả những điều đó sẽ níu chân du khách khi đến với khu du lịch quốc gia Sapa. Còn tại cao nguyên trắng Bắc Hà, để phục vụ khách du lịch đến trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, huyện Bắc Hà đã chuẩn bị mọi điều kiện từ cơ sở vật chất cho đến phát triển các dịch vụ, sản phẩm du lịch, trùng tu các công trình di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh để thu hút khách du lịch đến với địa phương. Hiện tại trên địa bàn huyện Bắc Hà có 54 khách sạn, nhà nghỉ với 648 phòng nghỉ. Toàn huyện có 26 cơ sở lưu trú homestay tập trung ở khu vực trung tâm huyện, xã Tả Trải, Na Hối, Tả Văn Chư, Bảo Nhai. Cùng với các cơ sở lưu trú, hiện các cơ sở ăn uống trên địa bàn huyện phát triển tương đối phong phú với 30 nhà hàng chuyên doanh và 4 nhà hàng nằm trong các hệ thống khách sạn.
để chuẩn bị cho sự bứt phá của du lịch Bắc Hà trong cả năm 2019 và trong những ngày nghỉ lễ, huyện Bắc Hà đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, tổ chức quy hoạch không gian, đô thị, khu vực thị trấn và trung tâm các xã, tập trung cải tạo, nâng cấp mạng lưới đường giao thông, hệ thống cấp nước sạch, các điểm dịch vụ, trùng tu, cải tạo các công trình di tích lịch sử, văn hóa như dự án công viên du lịch Hồ Na Cổ, nâng cấp chợ văn hóa Bắc Hà, trùng tu nhà Hoàng A Tưởng, tôn tạo đền Trung Đô, đường du lịch núi Ba Mẹ Con. Các sản phẩm du lịch đặc trưng khác của địa phương như chợ văn hóa, chợ đêm, làng văn hóa cộng đồng cũng đã được tập trung xây dựng để thu hút du khách đến với địa phương. Dự kiến trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, huyện Bắc Hà sẽ đón khoảng 40.000 lượt du khách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.